Lần đầu tiên con chơi là lúc mà đi uống nước với bạn thì bạn con có gọi một người anh tới và hỏi con là có chơi đá không, với con hỏi chơi đá là gì thì bạn kêu là xí cho thử rồi biết. Rồi con cũng thắc mắc, con cũng tìm hiểu thử và thế là con chơi một lần đó là con về là bỏ học, dính sâu vào con đường. Chơi vào thì con người cảm thấy hưng phấn, như ví dụ người mình đang mệt mỏi thì mình chỉ cần hút vài hơi thì người mình kiểu năng động, như cái nhiều năng lượng rồi. Hiện nay cũng thấy rõ một cái loại là ma túy, các đối tượng là thành nó đánh vào giới trẻ và cũng biết đó là những cái loại ma túy như ma túy đá, ma túy tổng hợp, nhất là những loại ma túy nước bóng như là bóng cười, thuốc lá điện tử hay là nước vui, thì đánh vào trường học, vào những giới những đứa trẻ mà có những hoàn cảnh không biết như như thế. Trong thời gian còn đi học năm lớp 7, cháu nó rất ngoan, ngoan và hiền, dạ thưa, lễ phép, gặp ai cũng chào cũng hỏi. Học ở trường, nghe lời nghe thầy cô, để học theo thầy theo cô. Nhưng về bản chất của em này thì em là một đứa trẻ tốt. Khi làm việc anh em đã nắm được cái vấn đề tâm lý này và biết được là em rất thương mẹ. Thì cũng tình cờ mình thấy thôi, mình đôi khi mình thấy mình cũng nghi ngờ nhưng mà mình không có cái bằng chứng để mình bác rõ ràng được đó. Bạn bè rủ rê mà thì đó, nó có một cái nó tác hại đối với lại cái người sử dụng nó, mà nó vô hình, đó là nó không có như mà heroin. Tức là heroin mà khi chúng ta mà sử dụng vào thì khi mà chúng ta bị nghiện thì chúng ta sẽ lên cơn vặt và gia đình rất là dễ phát hiện. Thì ma túy đó nó chỉ có cái cảm giác nhớ, tức là khi nào mà có tiền thì nó sử dụng, hoặc là không có thì nó vẫn có thể kiềm chế, nó vượt qua được cái cơn thèm đó và gia đình rất là khó phát hiện. khi mà mình chơi vào thì mình không có cảm giác đói, khó ngủ, khát nước. Thuốc hết tác dụng thì người mình mệt mỏi, ê ỏi, đói bụng nhưng mà ăn vào thì nuốt không được. Chỉ muốn ngủ ngay. Con người mình càng ngày nó càng ốm đi. Những lúc mà có việc gì thì con người mình hay nóng nảy, khó kiểm soát được lời nói. Đặc biệt là đối với những bạn em trẻ em này thì gần như là tụi em rất là hay chơi game, dẫn đến cái việc là có khi mà sử dụng vào thì có thể chơi game vài ba ngày liên tục và ngủ li bì vài ba ngày, đó là nó dẫn đến cái trạng thái lười lao động. Và thứ hai nữa là các em rất là mặc cảm, là rất là ngại tiếp xúc với những người xung quanh, gần như là sống khép kín. Khi mà sử dụng chúng ta liều cao thì chúng ta sẽ dẫn đến cái việc loạn thần, và ngáo đó thì chúng ta sẽ thực hiện những cái hành vi mà bình thường chúng ta không thể nghĩ chúng ta làm được. Chẳng hạn như chúng ta nhiều đối tượng thì có thể là leo lên dây điện, đu dây điện, hoặc là thậm chí giết người một cách rất là man rợ.